Em Ngọc Hữu xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và hiện tại em đang cầm lái một chiếc xe thương hiệu Ford khá rộng rãi, gầm rất là cao nha anh chị nha. Phiên bản này nằm trong phân khúc CLV thì đây là chắc chắn sẽ là chiếc Ford EcoSport rồi. Với tầm tiền dưới 500 triệu thưa anh chị mà chúng ta mua được một chiếc xe gầm cao, 5 chỗ ngồi và cực kỳ an toàn luôn thưa anh chị. Chiếc xe này được trang bị cho chúng ta đó là hệ thống cân bằng điện tử cũng như là động cơ EcoSport 1.5 thưa anh chị. Và phiên bản này là phiên bản full option titanium của khung máy 1.5 nha anh chị nha. Rất là tiết kiệm cho cái xe này. Và chúng ta được trang bị rất là nhiều công nghệ bao gồm 7 túi khí, cân bằng điện tử, vô lăng trợ lực điện. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có thắng đĩa rồi đề nổ start-stop, cũng như là rất là nhiều option cho chiếc xe này. Chỉ thiếu mỗi cái là thiếu cái màn hình thôi thưa anh chị. Về khoảng sáng khung gầm rất là cao. Và chiếc xe này tuy 5 chỗ tới 7 túi khí thì cực kỳ an toàn cho phiên bản này nha. Khung gầm cực êm. Và chiếc xe ngày hôm nay em gửi đến chị với mức giá bán 455 triệu cho chiếc xe này. Và bây giờ em sẽ đậu lại và review chi tiết chiếc xe này cho anh chị nha. Điều đầu tiên, chiếc xe này khi vào tới tay em chạy được 70.370 cây số trong tình trạng chưa dọn rửa bất kỳ nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ đậu cái xe lại đây và review cho anh chị luôn. Và chiếc xe này màu cực sáng nha anh chị nha, màu cam, cam siêu nhân đàng hoàng. Giờ mình sẽ tạm thời mình đậu ở đây đi. Đây thưa anh chị, chiếc xe ngày hôm nay em gửi đến chị đây, phiên bản đến từ Ford, chiếc CLV EcoSport. Phiên bản này nằm trong phân khúc CLV, tức là một phiên bản của SUV cỡ nhỏ nha anh chị nha. Chúng ta có cảm biến lùi, chúng ta có cái form này thì ngày trước á, thì nó chưa có cái đèn trên này. Cái đèn này được vào đồ chơi thêm nha anh chị nha. Còn về phần cốp của chiếc xe này thì bao rộng luôn. Em vừa mới lấy nha anh chị nha, vừa mới lấy luôn. Chất xe đúng như lời miêu tả. Và tình trạng này không mục mọt bất kỳ nha anh chị nha. Khoang cốp nè, cái vè trên này còn nguyên luôn. Trần nóc và phần trụ xe này bao đẹp. Khóa chưa khuyết bất kỳ khóa nào. Và keo chỉ chắc chắn cho anh chị là không mất rồi. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái đường ố của đường ron ăn nha. Cái đường ron trên này ăn nha. Đó. Và chắc chắn với anh chị có bớt lọc cho anh chị nào thiện chí. Độ hở của cản khi lấy về này, xe này thì cũng không cần phải dậm gì đâu. Sơn rinh toàn thân luôn. Đó. Trang bị trong nội thất thì xe này được sử dụng đó là một bộ ghế da rim option từ Ford luôn. Và trên bộ ghế này cho phần hai ghế trước chúng ta có hai túi khí, cũng như là trên phần trụ B nha. Mỗi bên chúng ta sẽ có đây nha. Mỗi bên chúng ta sẽ có một túi khí nữa, là chúng ta đã có 4 túi. Đằng trước này 5 túi. Trên vô lăng một túi là 6 túi và bên gối, đầu gối ghế lái một túi nữa là 7 túi. Và chiếc xe này thì cũng đã được người sử dụng lên cho chúng ta những cái phần ốp da cho thắng tay cũng như là cần số rồi nha. Nội thất xe hơi bị sạch. Tình trạng ở bên trong này thì anh chị có thể thấy cho em nè, xe đã được trải lót sàn rồi, đúng không ạ? Và phần cốp này, hộp cốp trong này rất là rộng luôn. Cửa nẻo chỉ nẻo không mất một phân nào nha. Không mất một phân bất kỳ nào. Và dàn khóa xe này chưa khuyết luôn. Đó. Và chắc chắn với anh chị là cửa chưa có rớt bất kỳ cửa nào nha. Đó. Tình trạng vận hành thì bao sạch luôn. Hàng ghế sau này dường như là không có xài tới nha. Và bên hông này khóa không có bị khuyết nè. Đó. Bệ bước lên xuống dưới này hơi trời một chút xíu thôi, nhưng mà xe đã qua sử dụng thì cái tình trạng này không thể nào tránh khỏi rồi. Cũng như là phần ghế chúng ta còn tem nè, còn tem luôn. Đó. Động cơ eco rất là tiết kiệm. Xe này thì đường trường rơi vào chúng ta chỉ 5 lít rưỡi cho đường trường nha. Phần mâm chiếc xe này sử dụng đó là kích thước mâm đang sử dụng của vỏ Michelin. Và kích thước mâm của chiếc xe này đang sử dụng đó là mâm 16 inch. Thắng đĩa trước và tăng chống đằng sau nha anh chị nha. Đằng sau thì phiên bản của Ford vẫn là tăng chống. Có thích hợp đó là xi nhan trên kính chiếu hậu và nó được vào ốp. Ốp cho mình rồi. Phần trên này
đăng kiểm chiếc xe này kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 4 2022, rất là dài luôn đó, và đang đeo biển 49A 35966 nha anh chị nha. Đó, tình trạng không cấn đụng bất kỳ và form dáng xe này cực đẹp luôn. Xe này chỉ về rửa và đánh bét giao cho anh chị thôi, không cần phải làm bất kỳ gì thêm nha anh chị nha. Chúng ta có phần tiếp theo, đó là phần cảm biến trên phần ngay chỗ tay nắm đóng mở cửa này, cũng như đã được vào chrome nguyên vàng rồi. Trên này chúng ta được ốp inox rồi nha. Đó, phần ghế này và trang bị hệ thống giải trí trên chiếc xe này, chúng ta có tổng cộng 6 loa nha. Và cam kết cho anh chị xe không lỗi điện bất kỳ. Đó, không lỗi điện bất kỳ nha. Cũng như là tình trạng túi khí nguyên bản và xe rin nhanh vậy. Đó, phần đen được mở bên trên này, bên này. Đó, bên này chúng ta sẽ có một hộc cốp nhỏ. Còn vô lăng trợ lực điện không hú nha anh chị nha, không hú. Đó, trên này chúng ta sẽ có một hộc để gương. Và chúng ta sẽ test luôn phần cửa sổ trời luôn. Cửa sổ trời đây thưa anh chị. Và cái trong option nội thất của chiếc xe này thì vẫn được giữ trần nỉ rinh nha. Này, cực êm. Đó, đóng mở cực êm nha cho cửa sổ trời nha. Đó, và độ sáng khung gầm của dòng EcoSport này thì anh chị cũng đã được biết là cái khoảng sáng khung gầm rất là cao nha anh chị nha, cực kỳ cao luôn. Máy xe này thì máy rinh chưa mở nha anh chị nha. Thì trước khi coi phần máy thì em nghĩ là chúng ta lên coi phần keo chỉ bên tai luôn. À, đây anh chị, keo chỉ bên tai này không mất một phần nào, ổ khóa đang màu vàng nha. Đó, còn hơn hết nè, bệ bước lên xuống nè, hơi trời góc chỗ này chút xíu. Đó, tình trạng khóa không khuyết nè. Cửa sau nè, chưa mở nha. Trụ rất là cứng nha, bao cứng kép luôn. Đó, có những cái đường ron ăn trên này, nhưng mà nhờ vậy anh chị nhận biết được sơn rinh luôn, đó là chắc chắn nha. Đó, trên này thì đang có cái áo khoác của em sẽ đợi nó quay. Đây, đó, hơi trời chút xíu thôi. Còn độ nuột thì bao nuột về độ hở của cản nè. Như đây là nắp mở bình xăng nha, không dính sơn bất kỳ nè. Đó, nha. Và thêm đó là cái phần chỉ của phần cửa đằng sau ghế lái nè, không mất của anh chị phần nào nha. Và cái phần ron đầu nè, cái này chỉ cần vệ sinh rửa là sạch nha, không phải làm bất kỳ gì thêm. Vân gai trên tóc bi nè, cực kỳ nuột nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi ở bên dưới này. Đây, vô lăng trợ lực điện đồng hoàng còn tem nha. Phần bên dưới sàn nỉ bên dưới này còn luôn, còn nguyên luôn. Và lườn hông này, cái này thì dơ thôi đúng không ạ. Còn tình trạng sơn này không có bị lem bất kỳ nha. Phần trụ A nè, trụ A ngó lên này. Đó, và phần kính này lên 100%, mã kính chúng ta còn nha. Đó là một cái giá trị rất là lớn cho một chiếc xe nha. Thông thường xe cũ khi anh chị đi mua thì trước tiên về phần màu sơn thì xe rinh nhiều sẽ tốt hơn. Còn ví dụ như mà xe mà anh chị mà nghi ngờ về phần sơn á, thì tốt nhất chúng ta lên mua cái sự ổn định nha, xe đó có đủ ổn định hay không. Điều đầu tiên là khoang máy trên động cơ 1.5 Eco này thì cái cục máy này chưa rửa bất kỳ nha. Và tình trạng máy móc khô ráo nè, máy móc cực khô nha, cực kỳ khô luôn. Cục đèn nè, chưa phục hồi. Đó, chưa phục hồi. Hệ thống ABS của chiếc xe này nằm kia nha. Cái này chỉ cần về rửa cho anh chị thôi. Còn phần dàn không cấn đụng bất kỳ nha, cho hai phần dàn luôn. Đó, carbon hàn trong này y khuôn. Đó, nha. Và keo chỉ không mất phần nào, phin cách nhiệt, cabo của Ford. Đó, này tình trạng xe này chỉ dơ thôi, còn mình đâu phải làm gì thêm đâu ạ. Đó, ổ khóa nè, rất là tốt nha anh chị nha. Và máy vận hành rất là đẹp luôn, rất là êm luôn. Đó, cục máy xe này rinh nha anh chị nha. Rinh, chưa mở, chưa rớt máy. Đó, chưa rớt máy. Hệ thống E1 này. Đó, và các bon hàng tĩnh điện bên hông này, nguyên bản nha, cốt cũng vậy. Phần trụ B, trụ A ở bên phần phụ này. Đó này, phần dính dơ này, dính bụi này. Đó, rất là nuột nha anh chị nha, rất là thẳng luôn.
trần nóc đường ron kính rin, đúng không ạ? Thì chắc chắn với anh chị là chiếc xe này thì em lấy về cực kỳ ổn định rồi nha. Đó, cực kỳ ổn định luôn. Bây giờ chúng ta sẽ, em nghĩ là lên chạy thử chiếc xe này chút xíu, và đằng nào em cũng trên đường em về mà nha. Eco Sport. Đó, vỏ sử dụng Michelin. Cặp vỏ sau thì hơi buồn một chút xíu, tại vì khung 70.000 thì cặp vỏ sau hơi mòn. Anh chị nào thiện chí thì em sẽ fit phát để anh chị thay cặp vỏ sau nha. Còn tình trạng xe thì bao rin nha. Đó, bao rin tuyệt đối luôn. Đó, rất là tốt, tốt, đóng cực chắc luôn nha. Đó, các đường vân nè, bên hông nha, bên hông các đường vân nè, cực kỳ căng. Và cái khoảng sáng khung gầm của Eco nè, cực kỳ cao nha anh chị nha. Và không mất bất kỳ phân chỉ nào cho anh chị, không mất bất kỳ phân chỉ nào luôn. Đó, độ hở của cạn thì bao đẹp rồi, đúng không ạ? Đó nha, cực kỳ đẹp, đẹp tuyệt đối luôn. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Có thể coi xe trực tiếp hoặc anh chị có thể chốt trực tiếp nha. Đó, mức giá 455 triệu bao gồm rút hồ sơ gốc. Đó, đây, tình trạng xe vận hành này, không lỗi điện bất kỳ nha. Đây, em sẽ dợt luôn cho anh chị luôn. Và xe này á, cái động cơ của nó qua số cực kỳ êm nha, êm cực kỳ, êm tuyệt đối luôn. Đó, khung gầm thẳng thiết, rất là an toàn. Qua ổ gà nè, rất là êm luôn. Này thì cảm giác lái vẫn cao ráo, tầm nhìn cao ráo và thoáng hơn sedan cực kỳ nhiều nha. Đó, qua số rất là êm. Đó, rất là tốt nha. Và nếu như anh chị nào thích chiếc Eco Sport này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Có thể coi xe hoặc chốt trực tiếp, bên em sẽ giao xe cho anh chị. Và thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình chính hiệu tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.